Chiếc cối xay gió đầu tiên của tôi đã hoàn thành, yêu xa lộng lẫy, vì thế tôi sẽ sống tạm ở đây một thời gian. Hiện giờ thì tôi lại trở về thời kỳ đồ sắt với bộ công cụ bằng sắt. Thật là đáng thương cho tôi, cũng như video này khi toàn các bạn xem chùa, xem xong lại phủ đít bỏ đi. Máy phăm sắt thì vẫn chạy phà phà, ngoài sắt thì tôi còn lượm được một vài thứ linh tinh nữa. Vì cái bụng của tôi lại chuẩn bị đói nên tôi quay trở lại địa ngục để mò tìm những cây nấm màu xanh mọc nhầm chỗ vùng gỗ đỏ. Tuy nhiên tôi phải rất cẩn thận với mấy con lợn giống ở dưới này, bởi vì chỉ cần hai hít là tôi sẽ lên đường về quê ngoại ngay. Vô tình tôi thấy có một cái bát sừng ở phía xa, nhưng mà đang mải hái nấm bắt sâu lên tôi kệ, tiếp tục cặm cụi đi hái nấm. Cạnh đó có một đống block đá phát sáng nên tôi quyết định lấy cuốc luôn, nhét tất cả vào túi quần. Sau đó tôi cuốc lấy một ít đá địa ngục rồi trồng đít làm đường sang bên bát sừng, và cũng để tránh đàn lợn lòi đang thèm thuồng cái lượng thịt thum thủm trên người tôi. Nếu đây là siêu khó thì sẽ không có chuyện tôi trồng đít đặt block đi ngay trên lava như thế này đâu. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì người tôi ngoài tâm hồn trong trắng ra thì không có gì đáng giá cả, nên tôi không có gì phải sợ hãi lúc này. Nhưng mà đi chưa tới nơi thì đã hết block, nên tôi đành quay lại để cuốc thêm một ít đá địa ngục, làm thêm luôn hai cây cuốc chim kim cương phách cho nó chắc, rồi lại trồng đít đặt block qua hồ lava rộng lớn. Cũng may là chỗ này không xuất hiện mấy con gát. Khi quay người lại thì tôi đã thấy bát sừng, nên tôi làm đường rồi tiến vào. Vì sợ chết nên tôi mon men đi phía ngoài của công trình, đặt đường để đi lên trên cây cầu nối giữa hai tháp. Tôi chỉ dám lê đít đi rón rén để không phát ra tiếng động. Thấy có cái cửa, tôi liền đặt block để chặn lại cho an toàn. Nhưng có vẻ là quái vẫn phi xuống được từ phía trên kia. Tôi tiếp tục lê đít để sang chặn cửa tòa tháp đối diện, thì bỗng một anh lợn cầm rìu đi tuần lướt qua. Tôi sợ hãi lùi lại. Cũng may anh ấy chỉ đi qua, không nhìn sang hướng tôi đứng. Tôi chạy thật nhanh qua để chặn lại cửa, rồi thản nhiên đập block vàng ở đó cho vào túi. Tôi quay trở lại tòa tháp đầu tiên, đập block chui vào rồi tiếp tục lết đít nhẹ nhàng bò đi. Ở đây rất im ắng và có vẻ như không thấy có quái vật. Chết thì về quê ngoại rồi. Thôi, đi ở phía trong tường cho nó lành. Và như thế tôi chuyển từ loài người sang loài chuột chũi. Sau một hồi đào bới, tôi thấy có một cục vàng thô. Thế là tôi đào luôn, và vô tình thấy bên trên nó có một cái dương. Thế là tôi móc luôn. Trong đó có một quả táo vàng, thắt, hắc diện thạch lệ rơi. Đào bung bét thêm một đoạn nữa, tôi lại thấy thêm một cái dương. Trong đó có cà rốt vàng và vàng. Tôi đào tới lòi sang bên kia của tòa tháp, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài. Ở đây tôi thấy có block vàng, thế nên tôi trèo lên phía trên, đào đường theo tầng có vàng. Đào thế nào mà trúng ngay phòng mà tôi vừa mới ăn trộm. Đào trúng một phòng khác, có nhiều anh lợn cầm rìu. Tôi moi đá để tìm dương, và trong đó tôi tìm được một thứ cực kỳ xịn, cúp kim cương sửa chữa. Tạm biệt cúp sắt nhé. Nhờ có chiếc cuốc kim cương nên việc đào bới của tôi nhanh hơn rất nhiều. Và tôi đào thêm được 5 block vàng nữa ở tòa tháp này. Sau đó tôi mò sang tòa tháp ở bên cạnh và vẫn rón rén mò mẫm giống thằng sợ chết như mọi khi. Thật ra thì đây là một trong những công trình mà tôi ít vào nhất khi chơi Minecraft, bởi vì tôi chả bao giờ thấy nó cả. Và những lúc thấy rồi thì đồ của tôi đã full hết cả, nên tôi cũng không thèm vào luôn. Nhưng mà hiện tại thì khác, vì tôi đang nghèo hơn lão Hạc có một tí tí thôi. Tôi cứ lầm lũi bước, ngó nghiêng để tránh mấy anh lợn cầm rìu. Lết xước cả mông thì tôi cũng xuống được tầng gần dưới cùng. Dưới này thì bọn lợn Piglin đang chờ tôi cả đống, nên tôi quyết định đi sang bên cạnh để chúng nó tự đẩy nhau xuống. Hết bọn tầng dưới rồi lại bọn tầng trên đẩy nhau. Ôi! Giật hết cả mình, còn mất dạy này. Suýt nữa thì về thành rồi. Sau đó tôi chờ mấy con Piglin ở tầng trên rơi xuống để tiêu diệt. Khi đã im ắng, tôi mò ra phía giữa cầu, lấy cho mình một cái hầm nhỏ, rồi lần lần
dò dẫm đào sâu xuống dưới mỏ vàng, phá được một cái lồng triệu hồi con magma và xuống được khu phía dưới đầy block vàng. Dưới này toàn lava và những con slam dung nham, nên tôi chặn lại hết bằng block rồi lần mò đập từng block vàng cho an toàn. Nhờ thế mà tôi có thể lấy được hết block vàng ở dưới này. Sau khi đào xong, tôi kiếm được tổng cộng 25 block vàng và được khuyến mãi thêm một dương, trong đó có giáp kim cương. Mặc dù không phải đồ phù phép nhưng mà vẫn xịn hơn cái giáp sắt. Nhưng vì đôi giày vàng nguyền rủa nên tôi không đeo được đôi giày kim cương. Xong xuôi, tôi lại mò ngược lại đường cũ. Nhưng mà đi một đường, về lại một đường nên tôi nhặt được thêm 2 dương nữa và có thêm được vài thứ đồ linh tinh. Nhưng ít nhất thì tôi cũng về được đúng đường mà tôi đã xây khi vào Bastion. Về gần cổng địa ngục, tôi liền chạy đi tìm mấy anh Piglin, rồi dùng toàn bộ số vàng mà tôi kiếm được để trao đổi với các anh ấy. Mục tiêu của tôi là mắt Ender và tơ nhện. Sau khi đổi hết vàng, tôi được một đống thuốc nước, một ít đồ linh tinh, 19 con mắt Ender, da bò và tơ nhện. Tôi lấy lại những thứ cần thiết rồi lên đường trở về nhà. Nhờ có số da bò, tôi làm được thêm mấy cuốn sách, đủ để làm 17 cái kệ sách. Thế là tôi tung tăng chạy đi bứng cái bàn nâng cấp, đem lên tầng 2 rồi đặt ở trên đó đủ để nâng cấp lên cấp độ 30. Nhưng mà vì đang có mỗi 20 cấp nên tôi lại ngậm ngùi đi xuống, chui xuống cổng địa ngục rồi hì hục đào thạch anh để kiếm cấp độ. Nhưng mà đào cái này thì cũng không nhanh tí nào vì kinh nghiệm đã bị chia vào cái cúp sửa chữa mất rồi. Sau khi chạy cối rất là lâu, tôi về nhà làm thêm một cái cúp kim cương, lấy ngọc lưu ly và nâng cấp được mỗi một dòng gia tài 3. Thế nên tôi đành xóa dòng phù phép đó đi, làm thêm một chiếc rìu kim cương và quay trở lại cái máng lợn địa ngục. Tôi lại kiếm thêm được 30 cấp và lần này tôi may mắn khi chiếc cúp có dòng hiệu suất 4 và chậm hỏng 3. Quá hoàn hảo cho chiếc cúp xịn ở đầu game. Tôi tính nâng cấp cho chiếc rìu nhưng mà dòng nâng cấp đều quá nên thôi. Sau đó tôi chuẩn bị một vài thứ đồ lặt vặt như giàn giáo, vĩu, dương. Rồi mặc trời đang mưa gió ướt át, tôi cứ kệ vậy lửng lững bước đi để sửa lại cái máy pham sắt khốn nạn. Hết lỗi này lại lỗi kia. Sau khi chuẩn bị thêm một vài thứ đồ đá đỏ, bởi vì lượng protein của tôi đang cạn dần từng ngày, mà tôi thì lại lười đi săn quá, nên tôi sẽ làm một cái máy pham thịt lợn địa ngục. Thế là tôi lại vào trong địa ngục, tự tin đập cái cổng địa ngục đi và nhận ra là tôi quên mang cái bật lửa. May mắn là tôi vẫn còn mang cái xô nước nên tôi mon men xuống dưới để múc một xô lava, rồi quay trở lại đập cái cổng địa ngục đi để lấy hắc diện thạch. Rồi làm giàn giáo đào lên trên để tìm viên bedrock ở tầng thứ 127. Sau khi đào bới bung bét, tôi đã tìm được. Tôi đặt một vài cái cầu thang, cầm viên mắt Ender, ném và nhảy được lên phía bên trên bedrock. Tôi làm một cái dương, nhét hết đồ đạc vào, bởi nhỡ đâu lại chết thì sao. Làm một cái máy để phá bedrock và tất nhiên, tôi làm được nó chỉ sau một lần thử. Tôi làm một cái cổng địa ngục ở ngay cạnh đó, đặt các block gỗ xung quanh, đổ lava vào rồi ngồi lắc tay để chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi làm gì cho phí thời gian, nên tôi lại bắt tay vào xây dựng cái máy farm lợn địa ngục. Máy này thì tôi phải làm đến 100 lần rồi, nên tôi hoàn thành nó rất là nhanh. Nhưng mà do thiếu đuốc nên là tôi quay trở lại nhà lấy và há mồm ra ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở dưới một hang động. Lý do vì tôi xây cái cổng địa ngục không đúng cái chỗ của cổng cũ, thế là tôi lại phải đập cái cổng đi và xây nó vào đúng vị trí cũ. Rồi lại đứng gãi mông để chờ đợi. Sau khi về nhà, tôi lấy một ít bột xương nhặt được ở gần Bastion để trồng mấy cây tre, làm thêm một ít giàn giáo. Mang theo ít đuốc, cắm vào cái máy farm để tránh các loại quái khác xuất hiện, rồi lắp giàn giáo lên cao để AFK.
Nhưng mà tôi quên mất nên là cứ để cái máy farm chạy hơn 3 tiếng đồng hồ. Thế nên số lượng thịt mà tôi kiếm được đủ để tôi ăn rụng hết cả răng. Sau khi trở về nhà, cất gọn đồ đạc, tôi lên giường ngả lưng để lấy lại sức. Ở tập trước, có một vài bạn bảo tôi làm lại con thuyền đắm này đi. Thế nên giờ tôi sẽ quyết định xây dựng lại nó. Nhưng trước hết thì phải phá con tàu cũ đi đã. Và con tàu mới này sẽ được tọa lạc ở ngay vùng nước sau lưng tôi. Chỗ này nước sâu, rất thích hợp cho một chỗ đậu một con tàu lớn. Thế nhưng mà vì tàu chủ yếu làm bằng gỗ, nên tôi phải làm một cái dìu có dòng nâng cấp ổn hơn đã. Tôi nâng cấp bừa, sau đó lại xóa phù phép đi để kiếm dòng nâng cấp xịn hơn. Và xin chào Thạch Anh nha. Tôi trở lại, nâng cấp được lên dòng độ mềm mại và hiệu suất 4. Cũng tạm ổn. Tôi ra chuồng cừu để cắt len xây cánh buồm cho con tàu. Và có cả anh Thây Ma nhào vào giúp đỡ nữa. Rồi đã ôm theo chiếc dương lênh đênh trên biển để tìm tới đất liền, nơi có cây gỗ sồi và bạch dương, hai loại gỗ chính mà tôi cần để xây con tàu này. Nhờ có cái dìu hơi hơi xịn nên là việc chặt gỗ của tôi cũng được rút ngắn đi rất là nhiều. Chỉ một ngày mà tôi đã có đủ số lượng gỗ mà tôi cần. Sau khi thắp hương, khấn vái các cụ đầy đủ, chờ đúng vào giờ lành ngày tốt, tôi bắt đầu xây dựng con tàu đầu tiên. Và cũng giống như con người, xương sống của con tàu là thứ tối quan trọng quyết định xem tàu bền hay tàu dở. Nhưng mà đây là Minecraft nên là việc xây trước hay không thì không quan trọng. Thế nên tôi xây trước ở phần phía trên mặt nước, xây sẵn hình dáng của con tàu và mở rộng hơn ở phía trên. Đang tiện đứng nên tôi xây trước phía đuôi tàu và xây phần cột buồm đầu tiên cho con tàu. Nó cũng đơn giản thôi, vài block len trắng và đỏ là xong. Tiếp đó tôi xây phần giữa của con tàu, tàn tàu và tiếp tục xây cột buồm thứ hai. Tiếp theo là cột buồm thứ ba với chiều cao thấp hơn hai cột buồm đầu. Cuối cùng là phần trước của tàu và mũi tàu. Sau khi treo thêm vài chục chiếc đèn lồng thì con tàu của tôi đã hoàn thành khi mặt trời vừa lặn xuống ở đằng đông và mặt trăng lại tòi lên từ đằng tây. Cơ bản thì con tàu này rất hợp với cái gối xay gió ở phía đằng xa. Nó cũng có bánh lái và đáy thuyền đầy đủ. Phong thiên trưởng với phong cách bày biện đơn sơ, giản dị. Phòng cho các thuyền viên gọn gàng, sạch sẽ. Đường xuống hầm tàu rộng rãi, thoáng mát. Mỗi tội là chỗ lái tàu lại bị chắn bởi cái cột buồm. Và tập này của tôi xin được kết thúc ở đây. Nhớ để lại bình luận cho công trình tiếp theo mà các bạn muốn tôi xây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại!